cái gì ạ? NH Thái. Tất cả các nước trên thế giới là tư bản, ba nước nghèo là cộng sản. Thế là do anh không có nhận thức thôi. Nếu mà anh thực sự là người có nhận thức thì làm gì có ba nước nghèo nó có cộng sản. 25 nước nghèo nhất trên thế giới không có nước nào là cộng sản. Khổ lắm, cho ta nói nhiều lần rồi. Chúng mày đầu chúng mày chỉ để mọc tóc thôi à? Mày lấy số liệu đâu là ba nước nghèo nhất trên thế giới là cộng sản? Trung Quốc là nghèo thứ mấy thế giới? Việt Nam nó nghèo thứ mấy thế giới? Mày trả mày eo số nghèo bọn bố mày đi. Mày có biết tìm hiểu số liệu không? Mày hỏi IMF, ngân hàng thế giới nó đánh giá là bao nhiêu nước nghèo thế giới? Con bà nhà mày đấy. Con bé xinh nhỉ, xôi xiếc nở quá. Tại sao không vào đi uống cà phê thì mới đi qua? Bố tiên nhân cha nhà mày. Tao không muốn chửi chúng mày đâu. Tao chán chúng mày có nhận thức đéo được. Mày trả lời cho tao một câu thôi, nếu thực sự mày dùng Google. Đấy, mày vào số liệu của IMF, của ngân hàng thế giới ấy, 25 nước nghèo nhất thế giới là thằng nào? Xem có thằng cộng sản nào không, nghe chơi. Ngu cho con lợn đi, chán lắm. Tao bảo chúng mày rồi, chúng mày cứ bó buộc ngu thằng nào thằng đấy hưởng. Nhá, yeah, chịu khó hưởng đi các con. Sao? Phin Trần 1957. Tôi thề với lòng, còn cộng sản không về Việt Nam. Ui, quý hóa quá, đéo mẹ đỡ mất 2 mét đất. Đéo mẹ quý hóa, cảm ơn cô. Con kính cô, con ở cụ ở lại cho sạch nước cản, cụ về béo ấy. Mà không biết cụ có được về không. Con cảm ơn cô. Vâng, thề con cộng sản không về Việt Nam. Đúng rồi, đừng về. Khi đi giữ chọn lời thề. Nếu mà con cộng sản muốn đéo về Việt Nam, sau là mình làm cái lễ hạ thề, mình nuốt thôi. Về nè, à, chú có thể về mé mé được đấy. Yeah. Về mé mé được, về trốn được. Về kiểu giả vờ trốn trốn ấy. Hiểu không? Đeo cái mặt nạ vào về, đeo mo vào mặt về, đúng không? À, chào cô, cảm ơn cô. Thôi cô ở lại cho đỡ tốn 2 mét đất các con. Mệt lắm. Cố gắng ở bên đấy, mình là người Mỹ, mình về làm gì, nó hèn cái thằng người đi, đúng không? Mà anh thoát Việt mẹ đi, nói tiếng Việt đấy kì. Sao không sinh hoạt được với cộng đồng Hoa Kỳ à? Cộng đồng nói tiếng Anh nó ít người quá, sao mà phải vào sinh hoạt cộng đồng nói tiếng Việt thế? Này thế mộ tổ ở đoạn nào đấy để ta? Này mộ tổ nhà anh ở chỗ nào đấy? Có cần đấy không để? Có cái đội máy xúc đấy làm tí không vậy? Chứ ra đừng có về nhá, đừng về. Về gì? Tuyệt vời. Bố tiền nhân đấy, cái loại chê tổ quốc, đông đồng bào, tự nhục cao. Thế mà anh em mình đã bảo đi đấy, hòa hợp với chúng đó. Hòa hợp gì cái loại chúng đó? À, lũ mất dạy, nó học hành gì đâu mà toàn cái đám mất cỏ bơ cỏ bất đi. Hòa hợp gì chúng đó? Đấy các bạn hòa hợp với cái thằng đấy à? À, hay làm sao? Hòa đi, hòa ra nào, hòa kiểu gì? Nó có biết cái gì đâu mà. Nó phải ăn muối cơ. Muối nó không ăn được không? Đấy. Thôi anh nói thế thôi, anh nói thế thôi. Đợt tới khoảng độ tầm 80 tuổi mà ấy, là kiểu như ông Phạm Duy đấy, ông Vũ Thư Hiên này này, lại làm cái lễ hạ thề, đúng không? Mình làm con trâu luộc cả con cho mình làm cái lễ hạ thề. Đấy, làm lễ hạ thề cho mình giúp mẹ lời thề. Đấy, đúng không? Đúng không? Thề với lòng mình, cuối cùng thề với rồi mình. Theo anh nên như vậy. Tôi thề với lòng mình là không về Việt Nam, nhưng mà sau này tôi thề với rồi mình về Việt Nam nhá. Về đây. Nên làm cái lễ hạ thề cho nó nhanh đã. Đúng, đưa con đưa về Việt Nam đi. 36 năm nay con chưa về, con đưa mẹ Việt nhớ. Mẹ Việt Nam, mẹ Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam ơi, ai ai. Khi con đi qua khắp nẻo đường, nghe đau thương chìm trong khói hương, mong sao cơn mưa gió vô thường không lung lay làm rớt hạt sương. Mẹ Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam ơi, mây khói tan rồi còn lại mẹ thôi. Đấy. Mẹ Việt Nam của chúng ta như thế chứ đéo hay gì chúng mày. Chúng mày cứ giả vờ khóc đéo. Tuấn này cho cái tên này. Con tìm về chôn chôn. Đấy. Đấy. Mày thấy tao giãn được không? Mẹ Việt Nam ta thế chứ. Mẹ Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam ơi, cho con xin chia sớt nỗi buồn, cho con xin sẻ đôi bát cơm, mong sao cơn mưa gió vô thường. Đấy, chúng mày thấy không? Mẹ con cái nó phải thế chứ. Thương mẹ như thế chứ. Ai thì chúc mày? Ai thì lũ chúc mày? À, xin lỗi các bác, các cô, các chú kiều bào ở xa tổ quốc.
đặc biệt là khúc ruột ngàn dặm. Xin lỗi tất cả các bác, các cô, các chú nhé. Tôi chỉ nói cái đám mũi chí ngoại ngàn dặm thôi. Đặc biệt là khối chê tổ quốc, khối đâm đồng bào và khối tự nhục cao và khối lao xuống hố. Và cũng xin gửi lời chào tới anh em dân điêu, dân gian, tấm thân nhỏ bé không quên gửi lời chào tới anh em dân điêu, dân gian, dân lưu manh, dân lưu vong, dân tây nội địa, dân mũi cũng dày thẳng. Chúc anh em luôn phấn khởi hồ hởi và đấy, chịu khó khỏe để chửi và chê bai tổ quốc. Nếu thoát Việt sớm thì cố gắng thoát Việt nhá. Hãy thoát Việt thành công, chúc anh em. Còn nếu khó quá cứ bảo đồng bào chúng tôi. Để mẹ tôi về đây tôi mời cho mẹ ly sinh tố lá ngón là thoát sớm lắm, thoát Việt nhanh.